Xin chào mọi người, mình hôm nay mình chia sẻ với mọi người một chút xíu về làm việc tại nhà. Thì thông thường làm việc tại nhà thì nó sẽ có những cái thuận lợi hơn rất là nhiều và thoải mái hơn rất nhiều là làm việc ở ở văn phòng. Thì đây là một trong những cái nơi làm việc của mình tại nhà. Thì khi mà cần làm việc mà cần nhiều màn hình á, thì mình sẽ vô trong cái phòng làm việc này của mình. Thì phòng làm việc của mình đó, mình sẽ set up máy tính rồi màn hình, là mình có ba cái màn hình như vậy. Nhưng mà khi mà đi với những lúc cần họp hành á, mà nhiều khi mình buồn ngủ và mình mệt á, thì mình sẽ có những cái nơi làm việc bên ngoài. Thì hôm nay mình giới thiệu với mọi người là để làm việc bên ngoài á, thì mình sẽ ra ngoài đây gặp cái nơi làm việc bên ngoài của mình nhé. Đầu tiên là cái nhà này, thì là nếu mà trời không có nắng hoặc là mát mẻ hơn hôm nay á, hôm nay là hơi nắng, thì mình sẽ ngồi đây mình làm việc. Còn mà nắng hơn và hơi hầm á, hơi nóng á, thì mình sẽ làm việc ở đây. Hiện tại là mình đang lấy 15 phút thư giãn, nghỉ giữa giờ để mình ra đây mình làm việc. Đối với những cái cuộc họp á, hay là những cái trao đổi gì, thì mình ra ngoài đây mình họp thôi, thì nó sẽ thoải mái và nó giúp đầu óc mình nó thảnh thơi và nó tỉnh táo hẳn ra. Thì đây là cái nơi làm việc bên ngoài trời của mình. Thì làm việc ở nhà là sung sướng như vậy đó. Mình có thể chạy vòng vòng trong nhà, mình thích ở đâu thì mình làm việc ở đó. Đó, như ví dụ như ở đây là chuẩn bị đang họp rồi, thì mình sẽ vào họp ngoài đây cho nó thoải mái vui vẻ. Nhưng mà thường làm việc ở nhà nó thoải mái như vậy, nhưng mà mình tính ra là cái thời gian mình sẽ tập trung cho công việc nó nhiều hơn rất là nhiều, vì mình không phải chạy tới chạy lui nhiều á. Nên ở nhà thường mình làm việc năng suất nó cao hơn cả trong văn phòng đó. Thôi chuẩn bị tới giờ họp rồi, mình xin chào mọi người và chia sẻ một chút xíu về cách làm việc work from home của mình ở bên Mỹ này đó. Cứ ra ngoài vườn tham gia những buổi họp trao đổi cho đầu óc nó nhẹ nhàng thoải mái, rất là sung sướng. Chào mọi người nha.